Nói về Orochimaru thì chắc chắn là có nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến Sasuke hay mấy cái chiều gớm ghiếc của ổng. Công nhận là Sasuke theo học cái ông nhìn khủng hoảng Veler, nhưng đó vẫn chưa phải là điểm độc đáo của rắn chúa đâu. Cái khiến cho Orochimaru trở nên nổi tiếng chính là hằng hà sa số những thí nghiệm vô nhân đạo mà ổng đã từng thực hiện, và xem việc giết người như giết heo bổ gà, thậm chí là ổng còn chẳng ghê tay nữa cơ. Một số thí nghiệm thì có vẻ như giúp ích cho đời, nhưng cũng có một số khác thì không. Và chào mừng các bạn đến với Bàn Chạy Điện Tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những thí nghiệm vô nhân đạo nhất của Orochimaru trong Naruto nhé. Đầu tiên phải nói đến việc trở nên bất tử. Nếu đây là một xã hội có thật ngoài đời thì việc trở nên bất tử của Orochimaru là một thứ gì đó không thể chấp nhận được. Thành thực mà nói thì theo nhiều người bất tử khác đã nói rằng đây giống như là lời nguyền. Hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền. Vì nếu bạn sống quá lâu thì bạn sẽ phải nhìn lại những người thân yêu của bạn dần dần ra đi, còn bạn thì mãi mãi sẽ là người ở lại và chứng kiến họ lần lượt rời xa vòng tay của mình. Nghe có vẻ hơi buồn, nhưng sẽ thế nào nếu như bạn được sống bất tử cùng với họ? Chắc là không còn buồn nữa đúng không? Hãy thử nghĩ đến một cuộc sống mà bạn có thể hít hà hết tất cả các drama có trên thế giới, từ thế kỷ này sang thế kỷ nọ, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại xem. Đến lúc đó thì việc tệ nhất mà bất tử đem lại chắc chắn phải là theo dõi mấy bộ anime tượng đài bị vắt sữa mà thôi. Khá là buồn, nhưng chắc là không phải bộ nào cũng tệ như ai kia. Và bất tử cũng sẽ không tệ lắm nếu như bạn là con ông cháu cha và có thẻ đen cùng với tài khoản vô hạn. Chứ nếu mà bất tử mà còn nghèo thì nó có vẻ là hơi chán. Trong phim thì Orochimaru may mắn ở chỗ ông có tài sản khổng lồ với hằng hà sa số bất động sản ở khắp mọi nơi, cộng thêm việc không có bộ anime nào bị vắt sữa, có thể thoải mái nghiên cứu suốt ngày mà không sợ bị hết thời gian vì tuổi già sức yếu. Một cuộc sống cực kỳ thoải mái và mãn nguyện với một người như ông. Nhưng nếu như Orochi tự thân bất tử, hoặc ông ta có thể nghiên cứu ra việc có thể bất tử mà không làm hại tới ai thì chẳng có gì đáng nói. Nếu đã xem phim thì các bạn đều thấy rằng mỗi khi tới kỳ là Orochimaru phải đổi xác để có thể sống tiếp. Và cái xác mới đó sẽ được chọn một cách cực kỳ cẩn thận từ một trong những tù nhân của ông, hay nói đúng hơn là sinh mạng của người khác. Không biết bây giờ thì còn chơi trò đó không, nhưng nếu có thì cần phải có ai đó đứng ra chặn ông lại trước khi có thêm người vô tội bị giết thôi. Tuy nhiên sự bất tử của Orochimaru không phải là bị hạn chế. Như các bạn cũng đã thấy, Sasuke hoàn toàn có thể đưa Orochimaru trở lại với cuộc sống chỉ bằng một vài miếng thịt của Kabuto. Okay. Và giờ đây, nhờ có cơ thể của Bạch Jetsu với các tế bào Hashirama nên có vẻ như Orochimaru sẽ không cần phải đổi cơ thể thường xuyên nữa. Nhưng nếu chẳng may bị giết thì vẫn có cách để Orochimaru có thể hồi sinh trở lại bằng mấy thứ mà hắn đã thí nghiệm tiếp theo trong video này. Tạo ra nguyên ấn. Có lẽ nếu nhìn sang một hướng khác, một chiều hướng tốt đẹp hơn, thì các bạn sẽ thấy rằng nguyên ấn không mấy độc hại và nguy hiểm lắm khi nó chỉ đổi lấy một hình dạng gớm ghiếc để mang lại cho người sử dụng không ít sức mạnh và một lượng chakra khổng lồ khi nguyên ấn hoạt động. Thậm chí là đến trạng thái thứ hai của nguyên ấn, Sasuke đã có thể đấu ngang với cả một Naruto đang ở trạng thái bột đùi trong lần sử dụng đầu tiên. Thứ duy nhất khiến nguyên ấn trở thành một thí nghiệm vô nhân đạo nằm ở tỷ lệ thành công của nó. Chỉ 10%, cứ 10 người thì chỉ có được một người thành công và nhận được sức mạnh của nó. Còn 9 người còn lại, đáng lý ra sẽ không biết bơi và mất hết đi cảm xúc của mình và phải cười như hề suốt phần đời còn lại của mình. Thì ở trong Naruto, họ sẽ phải chết. Nguyên ấn là một thứ cực kỳ đáng sợ khi hầu như chẳng ai muốn dùng đến nó để tự tăng sức mạnh cho bản thân cả. Mà nếu có thì cũng chỉ toàn mấy đứa sắp chết tới nơi hoặc không có cách nào chấp nhận mà thôi. Được nghiên cứu từ cơ thể đặc biệt của Chugo, nguyên ấn ngoài việc đóng vai trò là một trường sinh linh giá giúp cho Orochimaru có thể hồi sinh lại nếu chẳng may bị bỏ mạng, thì nó còn là thứ đã được hắn vô hình tạo ra trong khi đang phát triển tiên thuật đặc biệt riêng cho mình. Có lẽ nếu muốn trách thì nên tự trách Chugo, tự dưng lại đi nộp mình cho Orochimaru để hắn có lý do đi bàn phát nguyên ấn một cách vô tội vạ như vậy cho người khác. Tuy nhiên, chỉ cần có một ai đó sở hữu nguyên ấn trong cơ thể còn sống thì Orochimaru sẽ không thể chết. Hắn hoàn toàn có thể trồi ra từ cơ thể của họ một cách không thể kinh tởm hơn. Phát triển hiền nhân thuật. Tiếp bước câu chuyện của nguyên ấn Chugo, hiền nhân thuật là thứ đáng ra mà Orochimaru thay vì nguyên ấn như lúc nãy chúng ta được thấy kia. Nói về hiền nhân thuật thì thật xui xẻo vì cơ thể của Orochimaru khá là yếu để có thể tích tụ năng lượng hiền nhân vào trong cơ thể. Cho nên khi gặp được Chugo đi lạc đến hang ổ của mình, thực ra là nhờ Kimimaro đi tìm về, Orochimaru lập tức
cảm thấy cực kỳ hứng khởi với cơ thể nam tính lực điền của Chugo, đặc biệt là khả năng hấp thụ năng lượng tự nhiên của Chugo để nhận được một nguồn sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, chỉ ra đổi lại cái giá là tinh thần tỉnh táo của mình. Cho dễ hiểu thì giống như mấy ông bợm có tí rượu vào rồi bắt đầu cởi áo khoe bụng bia vậy. Bản thân Chugo thì chẳng muốn cosplay bợm nhậu tí nào đâu, vì trong cơn say thì anh là bá chủ, trong cơn tỉnh ngủ thì anh chỉ toàn chơi với chim. Tuy nhiên, với một kẻ thèm khát sức mạnh và liên tục theo đuổi nó vô Orochimaru thì Chugo đúng là thứ mà hắn cần tìm. Và nhờ có Chugo nên Orochimaru mới có cơ sở để nghiên cứu và tạo ra một loại huyền nhân thuật riêng cho hắn. Và sau nhiều ngày nghiên cứu tìm tòi, qua đến phần Boruto, Orochimaru cũng đã thành công nghiên cứu được huyền nhân thuật cho hắn. Nhưng không phải là cho Orochisai, mà là để dành cho Mitsuki sử dụng. Nhưng có vẻ như huyền nhân của Mitsuki không được xịn cho lắm, vì Orochimaru luôn dặn cậu là không được sử dụng trong bất kỳ tình huống nào, mà có muốn xài thì cũng không được cho ai thấy. Cái ghép bọc độn. Có lẽ đây là thí nghiệm duy nhất mà Orochimaru thực hiện, không phải vì mong muốn ban đầu của hắn, mà là lệnh của người khác ban xuống. Tuy nhiên, dù cho đệ tam không có ban lệnh xuống cho ổng thí nghiệm, thì kiểu gì, nhà khoa học đại tài như Orochimaru cũng sẽ tự mò đến lĩnh vực đầy hấp dẫn này thôi. Bất kỳ ai trong thế giới nhẫn giả cũng đều có ấn tượng cực mạnh với bọc độn của Hokage đệ nhất, nếu không muốn nói là cực kỳ thèm khát. Thèm khát tới mãnh liệt, thậm chí là qua đến phần Boruto thì tế bào Hashirama vẫn là thứ gì đó cực kỳ hot cơ mà. Lấy lý do là để bảo vệ Konoha khỏi cửu vĩ, nếu cáo già chẳng may sống chuông, đệ tam ban chiếu chỉ cho phép Orochimaru thí nghiệm tế bào Hashirama để tạo ra ninja có thể sử dụng bọc độn. Khỏi cần nói thì cũng biết, lúc đó Orochimaru cười sái quai hàm, đang định thí nghiệm chui, ai dè lại được cho phép một cách hợp pháp như thế. Không nhận lệnh mà làm liều thì nó lại trễ mất. Vậy là với kinh nghiệm nghiên cứu biết bao lâu của mình, Orochimaru liền lập tức thử nghiệm lên những shinobi của làng. Nhưng tất nhiên là nó chẳng thể thành công, và ngay lập tức, việc tái tạo bọc độn bị nghiêm cấm ở Konoha. Nhưng luật lệ được sinh ra là để phá. Orochimaru lúc đó giả điếc nên chả nghe lệnh liếc gì cả. Cùng với sự giúp đỡ của Danzo, hắn đã thí nghiệm lên 60 đối tượng thử nghiệm là các trẻ sơ sinh đã bị bắt cóc từ trước, với hy vọng sẽ có được bọc độn tự nhiên trong cơ thể, và thí nghiệm hoàn thành. Tất nhiên là tất cả đều đã thất bại, 60 đứa trẻ thí nghiệm đều không được thấy mặt trời nữa. Quá thất vọng trước điều này, Orochimaru đã bỏ cuộc và không thí nghiệm bọc độn nữa. Danzo cũng như thế, nhưng vì ra đi chậm hơn Orochimaru nên ông ta đã phát hiện ra một thứ cực kỳ có giá trị, đó chính là thí nghiệm duy nhất thành công trong 60 đứa trẻ, và người đó chính là Yamato sau này. Tỷ lệ là 1/60, nhưng cũng có thể xem đây là một thí nghiệm thành công của Orochimaru rồi còn gì. Nhưng đúng thật là nó vô nhân đạo. Phát triển Edo Tensei. Với tầm thế của một nhà khoa học thích tìm tòi và khám phá ra những điều mới lạ, Orochimaru sau khi tìm được chân lý của đời mình, việc đầu tiên mà ông ta nhắm đến để tìm tòi chính là mở cấm thuật của dân trời tóc bạc nhà Senju. Gọi là cấm thuật vì thằng nào xài là thằng đó bị đánh. Nhưng thứ gì bị cấm thì càng cấm người ta càng xài. Cấm thuật chỉ cần nghe đến cái tên thôi là thấy nó béo bở tới mức nào. Mà nói là cấm thuật vậy thôi, chứ mấy cha có chức có quyền đều xài nó không. Nói đầu xa như Naruto với Rasen Shuriken, đệ tam, đệ tứ với Shiki Fuin, đệ nhị với mở cấm thuật của ổng. Có thể thấy là dù lệnh cấm, nhưng miễn là bạn là người cấm thì bạn vẫn có thể xài. Và với Orochimaru, lúc nổi điên bỏ làng đi bụi, ông đã sẵn tay lượm luôn cuốn trục cấm thuật của đệ nhị đi chung với mình. Quá là đã, khi mà trong cuốn cấm thuật này, thậm chí còn có những cấm thuật cả đời mà Orochimaru còn không nghĩ đến. Đặc biệt nhất có lẽ là Edo Tensei, một thứ mà bây giờ nghĩ lại thì không hiểu vì sao đệ nhị lại có thể chế ra được nó, mà lại chế ra không tới nơi tới chốn, để rồi Orochimaru lượm rồi phát triển lùm la như vậy. Chắc là vì muốn hồi sinh anh trai hay nữ nhân nào đó nên mới tạo ra chăng? Mà cũng có thể là cụ chế ra để con cháu sau này triệu hồi cụ lên để xem cái Uchiha nó nát tới mức nào, để cụ nhị có thể mỉm cười nơi chính suối. Và cũng nhờ cái Edo Tensei mà Orochimaru đã có thể lấy được mạng của đệ tam, rồi giờ đó cũng mất đi luôn đôi tay của mình. Cơ mà công lớn cũng thuộc về Orochimaru khi hắn là người đã đào lên và nghiên cứu nhẫn thuật này một cách tinh tế và cực kỳ tỉ mỉ. Vậy nên sau khi đại chiến nhẫn giả nổ ra, chúng ta mới được xem thêm mấy chục tập dài đằng đẵng nhờ cái ế thổ chuyển sinh này đấy. Nhân bản con người. Bạn nghĩ rằng Kuji Kassin là người nhân bản đầu tiên xuất hiện trong truyện sao? Không, trước khi Daddy Amado giới thiệu con người nhân bản đầu tiên trong Boruto thì Orochimaru đã làm được điều đó. Cụ thể là trường hợp của Shin, hắn không phải là tộc nhân của Uchiha mà là một mẫu vật thí nghiệm của Orochimaru. Từ lúc hắn còn ở làng lá,
Mục đích của Orochimaru khi tạo ra Shin chính là để phục vụ cho thí nghiệm gắn những con mắt Sharingan lên cơ thể của Danzo. Shin lại có khả năng tự nuôi tế bào gen để sinh sản và cấy ghép. Việc nhân bản giúp cho Shin có một đội quân, đồng thời phục vụ cho việc thay thế tế bào già cỗi trong cơ thể của mình bằng cách hy sinh những nhân bản. Các thí nghiệm với Shin Uchiha được tiếp tục bởi chính Shin là một nỗ lực để nhân bản nội tạng. Nghe có vẻ như đây là một việc khá hữu ích, vì nếu như lỡ cục tay hay có bộ skin nào đó mới ra mà không có tiền mua thì có dư thận để mà bán. Tuy nhiên, việc nhân bản con người có thể được xem là vi phạm đạo đức đấy nhé. Con người nhân tạo, đây chính là lý do mà Orochimaru vừa được gọi là mẹ mà vừa được gọi là cha. Nếu chỉ nghe qua thì chắc các bạn sẽ nghĩ là con người nhân tạo với người nhân bản nó đều là một, nhưng khác ở chỗ với con người nhân bản được tạo ra từ các vật thể sống hiện có, họ khác với những con người nhân tạo được mang đến từ hư vô. Orochimaru đã tạo ra Locke và Mitsuki như những con người nhân tạo có chứa DNA của Orochimaru và nhiều nhân giả xuất chúng khác. Từ đây có thể nói, Locke và Mitsuki là con trai của Orochimaru. Mặc dù họ là người nhân tạo, độc đáo, họ cũng có những cảm xúc và lý trí như những con người bình thường và sở hữu khả năng cực kỳ đáng sợ. Điển hình như Mitsuki, mặc dù chỉ mới là Genin nhưng có thể sử dụng hiện nhân thuật, rồi cho thanh niên bất bại 720 tập phim bên Naruto ăn hành ngập mồm khi giao chiến. Hay Locke là một người nhân tạo, không cần nuôi dưỡng cũng tự lớn, rồi có body xấu muối cực kỳ cường tráng như thế kia. Nếu bạn vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị về Naruto mà không biết chia sẻ với ai, thế thì hãy đến với làng chế ảnh Naruto của mình, nơi mà bạn có thể tự do chia sẻ những hình ảnh hay những sự thật mà bản thân vừa mới phát hiện ra trong phim, kể cả trong truyện, để chia sẻ cho mọi người và cùng nhau xem. Đồng thời, bạn cũng có thể xem những ảnh meme siêu bựa, siêu hài hước của cộng đồng và còn chân chơi gì nữa mà không nhanh tay nhấn vào đường dẫn ở phía dưới phần mô tả để trở thành một thành viên trong làng chế ảnh Naruto cùng bọn mình nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.